Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình Gói Chọn Thiên Nhiên vào Mâm Cơm Việt. Và bây giờ thì Hải Anh đang ở chợ để chuẩn bị nguyên liệu cho mâm cơm mùa hạ sắc màu. Sau khi Hải Anh đi chợ về thì trên bàn có rất là nhiều loại thảo mộc khác nhau. Rất nhiều các bạn nghe tới từ thảo mộc thì sẽ hơi băn khoăn rằng là không biết là thảo mộc nó là cái gì nhỉ? Nó là rau thơm hay nó là củ hay nó là lá hay nó là hoa? Thì câu trả lời đơn giản thôi ạ. Nó có thể là lá, nó có thể là củ, nó cũng có thể là hoa, nó cũng có thể là thân. Đúng. Tất cả những cái loại này đều là thảo mộc tạo lên những cái hương vị rất là khác biệt, rất là đặc trưng cho từng món ăn khác nhau. Hải Anh vô cùng yêu thích những cái món ăn mà kết hợp với cả thảo mộc bởi vì nó tạo lên cho món ăn những cái hương vị rất là đặc trưng và đồng thời cũng rất là tốt cho sức khỏe. Nó tốt cho sức khỏe ở chỗ nào? Ngoài cái việc mà nó mang lại đặc trưng cho từng món ăn thì đầu tiên nó tổng hợp đủ ngũ vị. Mỗi một cái thảo mộc của chúng ta nó sẽ có những cái hương vị khác nhau. Ví dụ như là quế thì cay, các loại hành tỏi thì rất là thơm, hoa hồi cũng vậy, thơm. Và cũng có những cái vị thảo mộc nó sẽ mang lại cái vị chua và vị đắng. Và đơn giản như vậy thôi thì một món ăn chúng ta cũng có cái ngũ vị tự nhiên. Và bạn biết đấy, trong cái dinh dưỡng thuận tự nhiên thì chuyển hóa nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thảo mộc nó giúp chúng ta có được ngũ vị tự nhiên ở trong một bữa ăn. Với mâm cơm sắc màu mùa hạ hôm nay thì nguyên liệu chính là thịt vai giòn. Hải Anh sẽ mang tới nhiều món ăn khác nhau nhưng mới lạ nhất đó là thịt vai giòn hấp thảo mộc. Với một cái tiêu chí đó là trong một mâm cơm, trong một món ăn không chỉ ngon về mặt vị giác, không chỉ là đủ đắng chua cay mặn ngọt mà nó còn phải cân bằng cả ngũ vị, cả âm dương trong một món ăn nữa. Trong một cái quả vai như thế này thì chúng ta khi mà hấp thảo mộc để cho cái khoảng thời gian ở trên bếp nó vừa phải, nó ngấm thảo mộc dễ dàng và nó nhanh chín thì chúng ta có thể chia ra thành những cái khổ dày khoảng 2-3 phân như thế này. Thì khi mà ướp thảo mộc nó rất là dễ ngấm và khi chúng ta cắt ra để làm các cái món ăn khác nhau thì nó cũng rất là dễ dàng để pha miếng. Khi chúng ta đã chọn được từng cái loại thịt mà phù hợp để ướp cái gia vị mà chúng ta mong muốn rồi thì chúng ta sẽ đến cái phần mà tẩm ướp. Hải Anh sẽ hướng dẫn mọi người ướp hai cái loại thảo mộc khác nhau. Đầu tiên thì những cái loại mà thảo mộc mà nó liên quan tới các hạt, các hoa, các quả khô thì nó sẽ bao gồm gì? Ví dụ như là tiêu, quế, hồi chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng mình sẽ cho tiêu để khử mùi, quế hồi vào. Đó. Cái bên này thì chúng mình sẽ xoa cái bề mặt của nó để cho nó khử mùi, bớt cái mùi của thịt đi. Đối với những cái loại thảo mộc khô như thế này thì khi chúng ta ướp, chúng ta có thể kết hợp cùng với những loại thảo mộc từ củ, ví dụ như là củ sả này, củ hành này, củ tỏi này, hoặc là củ gừng, củ giềng chẳng hạn, ví dụ như thế, thì nên kết hợp với cả các loại củ. Không nên kết hợp những loại thảo mộc khô dày như quế, hồi, thảo quả, tiêu hạt với những cái loại lá rau thơm. Đó. Xong bây giờ với cái này thì anh sẽ ướp xì dầu nha. Một chút dầu gấc, một chút nước mắm. Chúng ta xoa đều cái bề mặt lên. Nếu như chúng ta muốn cái miếng thịt nó đậm hơn thì chúng ta có thể dùng cái xì dầu đặc để sang một bên. Cái đối với những cái loại thảo mộc mà khô hoa với các loại củ như thế này thì chúng ta sẽ cần nhiều thời gian để cho ngấm hơn. Chúng ta sẽ để sang một bên để cho thịt ngấm. Khi ướp thịt
với cái loại thảo mộc là lá thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ chỉ dùng những cái loại lá, hoặc nếu có dùng củ như là củ hành, củ tỏi, củ sả, củ gừng, củ giềng thì chúng ta cũng sẽ nên vắt lấy nước hoặc là băm thật là nhỏ thì để cho cái miếng thịt ấy nó đủ ngấm nhưng nó không bị ảnh hưởng tới những cái thảo mộc bằng lá mà mình hấp vào. Hôm nay thì hành sẽ rất là thơm. Hành sẽ ướp thịt với cả húng quế để xem cái miếng vai giòn ướp thảo mộc này nó sẽ đặc biệt như thế nào nhá. Sau khi mà thái nhỏ cái húng quế với cả hành đã băm rất nhỏ ra rồi thì chúng ta cho vào ướp thịt, chà sát cho nó đều cái bề mặt, có thể lật qua lật lại miếng thịt đó, cho nó đều cái bề mặt. Cái bước này nó sẽ giúp cho thịt của chúng ta, nếu như có một cái mùi mà không mong muốn thì nó sẽ khử nốt tất cả những cái mùi không mong muốn còn lại để cho cái thảo mộc nó tiết ra những cái tinh dầu thơm và ngấm vào thịt. Sau đó thì chúng ta cho một chút tiêu. Tương tự như vậy chúng ta cho đều lên hai mặt. Ở cái bước này chúng ta có thể dùng một chút muối hoặc là một chút mắm. Hôm nay với cái thảo mộc này thì hãy hấp với mắm. Bạn hoàn toàn có thể thay thế mắm bằng muối hoặc là bằng xì dầu giống như là cái thảo mộc mà hãy vừa hấp trước. Trộn đều tới khi nó thấm mắm và thấm tiêu đều ở các mặt thì chúng ta sẽ để nghỉ một chút cho thịt ngấm. Sau khi thảo mộc đã thấm thì chúng ta cho vào hấp với chiếc nồi quen thuộc. Hành vô cùng yêu thích cái tính năng Vitalog của Amway Queen bởi vì chúng ta nhìn thấy rằng hấp rất nhiều các loại thức ăn khác nhau như vậy nhưng nó không bị lẫn mùi vị, nó giữ nguyên hương vị cấu trúc của thực phẩm và đặc biệt là nó chín cùng một lúc trong một cái nhiệt độ rất là ổn định. Trong khi chờ lợn hấp chín thì Hành sẽ đi chuẩn bị tất cả những cái đồ ăn kèm để có thể phối hợp với những cái món truyền thống đi cùng với cả vai giòn hấp thảo mộc hôm nay. Với cái món vai giòn thảo mộc ngày hôm nay, Hành sẽ dùng một phần để làm món cuốn. Và với những cái món cuốn thì nước chấm là một cái điều vô cùng quan trọng. Và trong mâm cơm này, Hành hướng dẫn các bạn một cái công thức vô cùng đơn giản phù hợp với món cuốn. Và cùng cái sốt đó có thể trộn luôn gỏi rau má rất là ngon. Nước chấm chua ngọt mình làm thì với một cái tỷ lệ rất là cơ bản, bạn có thể dùng một đường có tỷ lệ 1:1:1, một giấm, một mắm và một nước. Tiếp đến là 6 nhánh tỏi và một quả ớt. Đây là một công thức rất là cơ bản, vừa vị với cả các món cuốn và món gỏi. Tuy nhiên thì nó phụ thuộc vào khẩu vị của mỗi gia đình. Chúng ta có thể gia giảm lại cái chanh, cái đường hoặc là cái giấm, cái ớt, cái tỏi cho nó phù hợp với khẩu vị của mỗi gia đình. Sau khi xay cái hỗn hợp nước chấm vừa rồi bằng máy xay thì Hành sẽ đổ ra và chúng ta sẽ cùng nếm thử cái vị sốt như thế này. Nước chấm bây giờ thì đã rất vừa để trộn gỏi rau má với vai hấp thảo mộc rồi. Thì cùng cái nước chấm này để mà cuốn, để mà chấm các cái món cuốn cho nó ngon thì chúng ta có thể pha một cái muôi này thêm nửa muôi nước lọc nữa là cái nước chấm của chúng ta sẽ vừa vặn. Thịt thì đã chín rồi, các bạn nhìn thấy không? Cái lá quế mà ướp vào thảo mộc ấy thì nó vẫn rất là xanh và nó lên cái mùi đặc trưng. Hành cũng có bỏ thêm một chút tôm vào, bạn cũng nhìn thấy đấy, màu của tôm cũng rất là đẹp. Và đặc biệt là mỗi một cái loại thịt ướp thảo mộc thì nó đều mang đặc trưng của cái loại thảo mộc ướp thịt đó, chứ nó không bị lẫn mùi. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Hành sẽ bỏ cái khay thịt này ra để chờ cho nó nguội và chúng ta bắt đầu đi chế biến những món ăn. Cái phần thịt mà đầu tiên Hành ướp với cả lá quế, với cả hành khô
thì bây giờ nó đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ thái thật là mỏng cái phần thịt này để cho vào cùng với đĩa cuốn. Miếng vai giòn vừa rồi đã được thái rất là mỏng. Các bạn quan sát thấy nó đang hồng nhẹ và đặc biệt là rất là thơm, rất là quyện đậm cái mùi của húng quế với mùi hành và mùi mắm. Và bây giờ thì mình sẽ xếp vào đĩa cuốn và Hạnh hơi sốt ruột muốn ăn rồi. Anh cũng vừa thực hiện tương tự với cái phần thịt ướp quế hồi thảo quả và xì dầu. Và bây giờ thì anh sẽ bày tiếp tục lên cái phần đĩa cuốn và cái đĩa cuốn nó sẽ hoàn thành. Những ngày hè nóng bức khiến cho cơ thể rất là mệt mỏi thì những cái món cuốn nhẹ như thế này sẽ là một cái sự lựa chọn tuyệt vời cho cơ thể trong những cái trưa hè nóng bức. Và anh không thể chờ được nữa rồi để có thể nếm những cái hương vị, những cái đặc trưng của thảo mộc và những cái sắc màu ở trong cái mâm cơm sắc màu mùa hạ này. Rất là tuyệt vời, thịt thảo mộc mềm, giữ nước, thơm cái mùi thảo mộc cùng với cái độ giòn của rau ngũ vị và những cái mặn ngọt chua cay ở trong cái nước mắm, tất cả quyện lại thành một cái cuốn rất là nhiều hương vị và đầy đủ cấu trúc. Hạnh hy vọng với mâm cơm mùa hạ sắc màu này sẽ là một cái sự lựa chọn tuyệt vời của các bạn trong những ngày hè nắng nóng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số sau của chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Amway Green.